Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và mai em giới thiệu các bác một mẫu xe đua mới về bên em. Mẫu xe đua thương hiệu của XDS, model Presto RX350. Thì trước đây cái mẫu Presto RX350 của dòng XDS này em đã có về một chiếc, cũng cùng với tông màu vàng, và càng trước là càng XDS Carbon. Và bây giờ xin mời giới thiệu chiếc xe. Vâng, thì trên cùng chúng ta đây là cái mẫu dòng XDS Presto RX350 với cái tông màu chủ đạo là tông màu vàng rất là nổi bật. Thì riêng cái dòng model của dòng RX350 này thì trước đây em giới thiệu một chiếc của dòng xe XDS, cái model RX350 Presto. Rồi em về một thêm một chiếc nữa cũng là cái tông màu vàng. Trước em về cái chiếc màu đỏ, em về chiếc màu vàng, cũng được rất nhiều các bác đánh giá là quan tâm cái dòng XDS, đi rất là bền bỉ. Tổng thể xem đánh giá là mới tầm 85% xe, vì ở trong nó có thể sử dụng dòng xe đua, cũng có thể tránh không tránh khỏi một vài vết xước trên khung xe, nhưng mà tổng thể xe rất đẹp, không ảnh hưởng đến xe cả. Mình cho các bác ưa thích những tông màu sáng. Đây, những cái vết xước nhỏ thôi trên khung xe, tổng thể xe cũng còn rất là đẹp. Cái model của xe là RX350 Presto. Tem xe vẫn còn nguyên trên khung xe, khung nhôm. Cổ phốt ghi đông chính hãng của XDS, cổ phốt ghi đông nhôm. Xe được trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra, trang bị với 9 đường lip. Bên tay phải em được bộ tay lắc chính hãng của Tiagra, chính hãng của Shimano, trang bị với 2 tầng đĩa. Cụm phanh đằng trước có cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Đây là cái mã vạch thông số khung của xe, đằng trước khung xe, nhưng mà theo xe càng trước là càng carbon của XDS, rất là đẹp, còn rất là mới, càng carbon chính hãng của XDS luôn đó nhé. Vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe, lốp chọc, lốp của hiệu Michelin, lốp chọc Michelin chính hãng. Đây là một trong những thương hiệu dòng lốp cao cấp hàng đầu là trong xe thể thao. Nhưng mà xe dòng lốp Michelin của xe bè của dòng xe XDS này thì lốp luôn bị mòn lắm nhá. Hoặc là đi hoặc là giữ nguyên khi mua xe thì em có thể đưa theo một cặp lốp thay thế để cho các bác để về các bác đi hỏng nó phải tự thay, vì cái đôi mốt lốp này nó hơi bị mòn. Nhưng mà vẫn còn dùng hoạt động rất là tốt, lốp của Michelin. Ghi đông chính hãng của đây á, yên ngồi của Zero Visovo chính hãng nguyên bản theo xe. Cụm phanh ba mảnh đằng sau là cụm phanh chính hãng của Shimano Sora, gạt đĩa Shimano Sora, đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora, củ đề sau là củ đề Shimano Sora. Máy ơ trước, máy ơ sau vào chính hãng của Shimano. Vành chính hãng nguyên bản theo xe, lốp Michelin, lốp Michelin. Đây là cái mẫu model RX Presto RX350 của XDS, càng carbon, khung nhôm, trang bị cấu hình Shimano Sora và đôi tay lắc chính hãng của Tiagra. Người chủ cũ đã cải tiến thêm bộ tay lắc của Tiagra cao cấp hơn của Sora. Và bây giờ cho em xin đo chiều cao đứng của khung xe. Còn chiều cao đứng của khung xe là size 50, chiều cao cao từ 1m6 đến trên 1m7. Sẽ trang bị với 9 tầng lip, lên lip. Rồi, nó chân chuồng mượt mà quá nhá.
Bên phải em là hai tầng đĩa, đùi đĩa của soda, gạt đĩa soda, đùi đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Dành cho những bác ưa thích những tông màu sáng, tông màu nổi bật. Model XTS, Tedesco RX350, càng gặp bon khung nhôm, đầu đúp Shimano Sora. Và người chủ cũ nâng cấp thêm với bộ tay lắp chính hãng của Tiagra. Vâng, các bạn đánh giá tổng thể xong chiếc xe XDS model Cresto RX350 sẽ được trang bị với khung nhôm, càn carbon, group Shimano Sora và bộ tay lắp chính hãng của Tiagra và cao cấp. Và xe có giá rất tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi liên hệ qua Zalo 0975 709943. Với YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại ngày mai.